Tượng Đức Mẹ trong khuôn viên Thiền viện Phật giáo làm nhiều phép lạ. Tượng Đức Mẹ trong ngoài khuôn viên Thiền viện Phật giáo, Đức Mẹ Long Beach. Nhân dịp Tết Nguyên Đán chúng tôi đi viếng Đức Mẹ ở thành phố Long Beach, ngay cạnh Los Angeles, miền Nam California. Đó là tượng Đức Mẹ lộ đức trong một công viên, tựa vào tường của ngôi Thiền viện Phật giáo, hướng nhìn ra biển Thái Bình Dương, tức là nhìn về phía Việt Nam. Tượng Đức Mẹ trên ngai tòa được thiết kế giống như cái vỏ sò trắng tinh khiết nên người ta cũng thường gọi là Đức Mẹ con sò. Bức tượng này vốn thuộc về một đan viện nữ cát minh. Các dì phước dòng này được Đức Tổng giám mục James Francis McIntyre mời về Los Angeles năm 1949. Các dì đã xây dựng đan viện tại khu vực bờ biển Long Beach thanh vắng và xinh đẹp này vì khung cảnh nơi đây rất thích hợp cho đời sống chiêm niệm. Đến năm 1953, Đức Tổng giám mục James Francis McIntyre lại khuyên các nữ tu dựng tượng Đức Mẹ trong khuôn viên đan viện để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đến năm 1985, thành phố Long Beach được tái quy hoạch, khu vực xung quanh đan viện của các nữ tu trở thành một trung tâm dân cư sầm uất và sôi động với nhiều dịch vụ khác nhau. Thấy môi trường ở đây không còn thích hợp cho đời sống đan tu, các nữ tu đã chuyển cộng đoàn đi nơi khác và bán lại tòa tu viện cho các ni sư Phật giáo. Theo thỏa thuận khi mua bán, các ni sư phải duy trì bức tượng đức mẹ trong khuôn viên và để cho các tín hữu được tự do đến đây sùng kính. Tuy nhiên, sau đó, các ni sư thấy rằng sự hiện diện đọc kinh cầu nguyện của các tín hữu công giáo trong vườn ít nhiều gây bất tiện cho việc tu hành của họ nên họ đã tìm cách chuyển ra bên ngoài. Các ni sư cho làm một bản sao bức tượng Đức Mẹ và đặt ở bên ngoài bức tường, đối xứng với bức tượng nguyên thủy bên trong vườn, phía bên kia bờ tường. Đúng là nhân sao vật vậy. Tượng do các ni sư làm cho nên so với bức tượng nguyên thủy thì dung nhan Đức Mẹ nơi bức tượng mới phảng phất những nét điều khắc Phật giáo. Dù sao tượng Đức Mẹ được đặt ở vị trí hiện nay rõ ràng là đắc địa hơn vị trí cũ. Trông đẹp hơn, ý nghĩa hơn và mọi người qua đường cũng dễ nhìn thấy và dừng lại cầu nguyện hơn. Lúc tôi đến có khoảng 30 chục người đang đứng ngồi cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ hoặc trên các thảm cỏ gần đó. Việt có, Mỹ có, Mễ có, Phi có, Phật tử có, tin lành có, công giáo có. Người đến người đi liên tục. Một chị theo đạo thờ kính tổ tiên nói chị đến đây gần như hàng ngày và chị cảm nhận được niềm vui và bình an khi ở đây với Đức Mẹ. Một Phật tử cho biết bà chủ của chị cũng là Phật tử đã tự nguyện trang trải chi phí điện nước cả năm cho tượng đài Đức Mẹ ở đây. Và hôm nay muốn chị làm một chương trình truyền hình giới thiệu về việc sùng kính Đức Mẹ ở đây. Tôi thấy trước tượng đài Đức Mẹ có rất nhiều hoa tươi. Có lẽ nhiều quá nên đang lúc ở đây tôi các anh chị em phục vụ lấy tặng bớt cho các gì dòng mến thánh giá Los Angeles cứ nhìn vào số người đến cầu nguyện và số lượng hoa tươi dâng kính và tạ ơn Đức Mẹ, tôi tin rằng rất nhiều người đã nhận được ơn lành Đức Mẹ ban cho tại nơi này. Linh Mục Phê Nguyễn Văn Khải dòng Chúa Cứu Thế